chị anh chị gắn coi hết clip em lên, còn là những siêu phẩm không nha chú anh chị. Mấy cây này là ra đi cứu chủ, họ bán mai non rồi chú anh chị. Những chú mấy cây này là nó Tết này giữ cái là dữ dằn ha. Trời ơi cái form lùng lực của cô chú anh chị. Cây này giá được 4 tháng nha chú anh chị, siêu bông mình lợi nha chú anh chị. Chú mình cái tàn chú anh chị nhìn bức măng của nó nè. Trời ơi cây này chi cành em không nói chứ cây này đúng khéo luôn. Mấy cây này mình chơi này đặc biệt là phôi vườn thôi chứ không phải phôi Long An nha. Úc vườn ha. Quá đẹp của cây này già lắm rồi. Nhìn thấy chi cành nó đóng là cực. Xin chào cô chú anh chị, mình đã quay trở lại kênh Phúc An Garden nha. Rồi ngày hôm nay là ngày 24 tháng 4 cô chú, em tiếp tục ghé bên vườn mai của chị Ngân nha. Hôm nay thì chị Ngân cũng như thường lệ thôi cả nhà, sẽ lên cho mình những cái mã số cho cô chú anh chị mình lựa chọn nha. Em chào chị. Rồi em xin chào chị ha, rồi xin chào tất cả cô chú anh chị bây giờ cả nước ha. Hôm nay em quay trở lại clip á, em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trước hàng, hy vọng cô chú anh chị tiếp tục yêu thương và ủng hộ vườn cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi hôm nay em lên một số siêu phẩm như là nhị ngọc toàn với lại siêu bông bình lợi nha, giảo phú tân, cúc cây cúc quyền bổ trang nha chú anh chị, mong được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị gần xa ha. Yeah. Rồi hôm nay em lên mã số 1 của chú anh chị, số 1 là một cây củ tròn mà cây này sưu tầm của chị là cúc, cây này là cây giảo phú tân của chú anh chị. Còn cái đế này của chú rồi cục luôn ha, cái này cũng khó có được những cây củ tròn ha, đặc biệt là em vô chậu xịn sò luôn nè, đi là mình xếp luôn cả chậu nha chú anh chị. Chậu quá đẹp luôn, một cái chậu men quá đẹp. Hàng con tàn hết cô chú. Hàng già mùa nha. Cái này như đồ nấm luôn. Còn do luôn. Hoành được 21 nè. Cái củ tròn ủng nó được 36 đúng chú anh chị. Dạ. Tổng đế cái này được 52. Cái này đang nằm ở trong chậu lọt lòng là chậu 2 gần 3 chú anh chị. Cao là được 42. Tán ngang được 52. Rồi cây mã số 1 giả Phú Tân này em vô lưu với giá là 2.300.000 ha. Em bao ship giao luôn cả chậu nha chú anh chị. Dạ rồi, 2.300.000 cho mã này cô chú. Tiếp theo ha. Tiếp theo là cây số 2 của chú anh chị, cục này cũng đáng sưu tầm nha chú anh chị, nay lên toàn hàng biết ha. Cục này tròn ẩm luôn nè. Cây cúc quyền bổ trang ha, của chú anh chị nào không biết cúc quyền bổ trang ha, các bạn em gửi một bông của chú anh chị mình xem được tham khảo cũng ở vườn của chú anh chị. Mã số 2 em cây này đi ship chậu nha chú anh chị. Bao đẹp, cái này bao đẹp. Mình mà được. Ơi trời nó quay dữ. Quanh là được 22 con chú anh chị. Cái củ tròn ẩm của nó là được 46. Chiều cao là được 54. Tán ngang là được 58. Rồi cái này đi luôn ở chậu chú anh chị. Cái này số 2 này em vô lưu ý giá là 2.500.000 em bao ship nha. Một cúc quyền bảo tràng. Cái siêu đẹp nha cả nhà mình ơi. Rồi cô chú anh chị tham khảo nha. À, tiếp theo nha cô chú mình. Số 3 cô chú anh chị ơi. Số 3 là một cái cây nhị ngọc toàn ha, bông ba màu chú anh chị. Trời ơi cái giống này bây giờ nó hot cho chú anh chị ơi. Bông nó đẹp ha. Bông thơm mà bông chùm nha chú anh chị. Đấy cái này đặc biệt cái này là hàng đôn nha chú anh chị. Cái này ghép 2 năm rồi đôn chú anh chị. Nhị ngọc toàn ha, mấy cái này giờ mình lấy bo xong bấm tàn toàn ẩm luôn nha chú chị. Đặc biệt cái dàn đế của nó nè chú anh chị coi ha. Em mới tưới nước thì nó rễ nó hơi khơi ướt không thấy đế nó nổi lên ha, nhưng mà cái này đế xung quanh nha chú anh chị. Đây cô chú cái cốt ghép nha, mập lù luôn cả nhà, nó lên da lương luôn cô chú ơi. Và chứng tỏ là cái cây mình ghép rất là già ha. Nhị ngọc toàn. Nhị ngọc toàn cô chú ha. Rồi, quá đẹp luôn. Để 24 giờ luôn, cái dáng lông để 24 giờ luôn. Hoành cái này được 24 đúng rồi. Hoành to ha. Ổng đế ra sao vậy ta? Bên kia còn mấy cái chân nữa kìa. Để sơ sơ đi. Và sơ sơ cái này là 90 chứ anh chị. Cái này đang nằm trong chậu ép chậu là 4.5 chứ anh chị. Chậu 4.5. Chiều cao là được 62. Cái này tàn ấm à. Tán ngang là được 68. Dạ. Cây nhiều còn số 3 này em vô lưu với giá là 4.800.000 ha. Em bao ship nha. 4.800.000 cho mã này ở gần gần thì để nguyên chậu vô xe chứ anh chị. Còn khu vực cái chung là đầu gì Vũng Tàu đổ lại là em vô xe ha, còn xa xa xíu đó, chắc em đóng thùng của cô chú anh chị. Dạ. Cái này cô chú mình nếu mà có cần sưu tầm bo thì cũng được luôn ha, bo nó rất là già, cái này tầm tầm bo ăn lên như cả nhà mình, cây rất đẹp ha. Đế quá trời. Rồi 4.800.000 cho mã này luôn cô chú. Số tiếp theo luôn cô chú mình. Số 4 cô chú anh chị. Tại siêu con mình lợi đế. Thối đế luôn ha, dữ dằn ha. Cái bệ nè. Ôi, xuất sắc luôn cả nhà ơi. Dữ dằn của chú anh chị. Cái anh nói là vô coi mấy cây này nè cô chú, đẹp lắm nha. Đế thơm. Ngờ ha. Tinh sử ha. Bình cái này là vừa bấm lấy bo chú anh chị. Dạ. Quá trời, cái này bao trăm bo cho lên. Cái này quanh là được 19 đúng. Bấm là nào xuất. Tổng đế nơm của em nó là được 65. Dạ. Chiều sớm nơm 20. Chiều cao cái này được 88.
Cái nha là được 84. Cái này em vô lưu với 2,4 triệu em bao ship. Ủa lộn, 2,5 triệu em bao ship cho chú anh chị. 2,5 triệu cô chú Lộn. ơi. Cái mã này nha, cây rất đẹp nha cả nhà mình ơi. Cây này ghép 8-9 mắt bo vậy cô chú, mà cây nào cũng phượt phượt không ha. Này lấy bo nhiều lắm nha. Số tiếp theo luôn cả Đúng nhà, nhầm cô một chú anh chị siêu ơi. phẩm luôn. Hôm nay cô chú anh chị gắn coi hết list em lên. Còn là những siêu phẩm không nha cô chú anh chị. Nói cây này là ra đi cứu chủ. Họ bán mai non cô chú anh chị. Những cái mấy cây này là nó Tết này giữ cái là giữ dần ha. Trời ơi, cái form lùng lực của cô chú anh chị. Cây này ghép được 4 tháng nha chú anh chị. Siêu bông mình lợi nha chú anh chị. Cô chú mình cái toàn chú anh chị nhìn bức măng của nó nè. Trời ơi cái này chi cành em không em nói chứ cái này đúng khéo luôn. Mấy cái này mình chơi này đặc biệt là phôi vườn thôi chứ không phải phôi Long An nha. Úc vườn ha. Quá đẹp của cây chú này anh. già lắm rồi. Nhìn thấy Chi nha. cành nó đóng là cực rất ngọt nè. Lùng lực nha cô chú. Cái này mình khi gần ừ. nó già chứ anh chị. Nó lùng mà tay cành nó gì nè chị, có cái độ mạnh quá các cái dễ nó liền nó nè. Kéo lại cô chú nè, kéo lại nha. Cây này quá đẹp, nó thằng bút măng của chú anh chị. Trời ơi, quạnh được 34 đúng bốn rồi cô chú, còn to nha. Tổng giá của nó là được 76. Rồi. Cái này ép chậu chứ. Trời, nó đen này đang vô trong chậu 4 nha cô chú anh chị, mình về canh mua chậu ha. Rồi. Cao là 70 ạ. Cái ngang là được 73. Dạ. Rồi cây mã số 5 này em lưu với giá là 7,5 triệu em bao ship cho chú anh chị. Khu vực Vũng Tàu đổ lại là em giao xe ha. Còn xa xa chứ là em đóng chuyện gỗ thôi chú anh chị. Dạ. Siêu bông mình lại cô chú, ghép gốc phôi vườn ha, phôi lùng lực ha. Chi cành đủ đẹp nha cô chú anh chị mình. Đó, cái này nếu mà cô chú sưu tầm về lấy bo thì cũng được khá là nhiều bo luôn nha. Rồi cả nhà mình tham khảo giùm em mã này ha. Siêu bông bình lợi luôn. Cắt máy à. Số tiếp theo luôn đó, số 6 cô chú anh chị ơi. Trời ơi. Siêu bông mình lợi à. Trời ơi mấy người dây sậu kêu quá cô chú anh chị không cảm nha. Nghe kêu kêu quá não ngược luôn. Tôi ăn ế gặp kêu. Rồi xin chú. Cái này siêu bông mình lợi nha chú anh chị. Cái này đế quá đẹp luôn ha, cái này là hàng tương lai chị, mình về mình lấy bo xong rồi cái mình chơi kết là ok luôn, hoành được 22 đúng nè. Thì đẹp cô chú. Tổng dàn đế của em nó là được 59. Chiều cao cây này là được 88, tán ngang là được 83. Cây này vô lưu với 2,5 triệu em bao ship luôn cô chú anh chị, mã số 6 nha. Dạ, xin bông mình lại thằng cây bụi cản luôn cô chú, cả chục bo luôn ha, bo nào nó dài thật thật luôn. Có 2,5 triệu nha cả nhà ơi. Rồi đó, cô chú mình sưu tầm nha, cây rất là ok la luôn cả nhà. Mã số tiếp theo rồi số ơi, 7 cô chú anh chị ơi, số 7 là một cây siêu bông mình lợi, cây này đời đầu nha chú anh chị nè. Chút ghép này em cắt lấy bo, cái hàng này cái lấy bo đôn tàn lại nè. Quá trời. Nè, cắt lấy bo nha, cây này nhánh nó dài cực cực luôn ha. Lên mức mạnh luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Những cây này đặc biệt là dáng lông mà để đẹp cô chú anh chị ơi, cái này mình về mình sưu tầm về mình trồng đất nữa hơn là mình tương lai cũng còn lành cô chú anh chị. Chốt rất là đẹp ha cô chú, rất là duyên luôn nha. Cái hàng tài hết biết. Hoành này được 28 đúng không? Hoành 28 nè. Củ đó nhiều. Cái củ tròn của nó là được 57. Tổng đế là thì được 74. Cây này được mắt thân đẹp. Chiều cao là được 70. Tán ngang cây này là được 86. Rồi. Rồi cây này em vô lưu dưới giá là 6 triệu em bao ship nha chú anh chị. Siêu bông mình lại nha cô chú. Lại đời đầu hàng bao chuyển giống chú anh chị. Dạ rồi. Cây này ở gần gần là em ship luôn cả chậu nên cho xe ha. Xa xa là cái này em cho anh khu vực Vũng Tàu đổ lại của chú chị xe đây, cái này hàng lớn rồi. Rồi mã tiếp theo, tiếp theo là mã số 8 của chú chị, cây này là hàng sưu tầm nha chú chị. Cái này là phước lộc thọ ha, phước là phước lộc thọ hay là phước lộc thọ gì là cũng đúng có một giống nha chú chị. Ừ. À, nhầm cô chú anh chị thì kêu phước, nhầm cô chú anh chị thì kêu phúc ha. Cái này ghép được hàng này 5 mùa chú chị nè, chúc cái cô chú anh chị coi ha. Hàng này hiện tại là thuộc cái hàng hiếm luôn nha cô chú, mà hàng sưu tầm của chú anh chị mình ơi. Hoành rất là to mình ủ ủ à. Ừ, này ghép lâu dữ vậy. 5 mùa. Ồ quạnh được 34 yếu tính 33 nha chứ chị. Không, không xin. Dạ rồi. Thôi khỏi là tổng đế đi, cái này đang nằm trong chậu 5 đó chú anh chị. Chậu 5 hết cô chú mình. Chiều cao cái này là được 88. Tán tán ngang là 88 luôn. Như cây thông cái này có bông rồi chị hắn nè, bông hành lá nè, đặc biệt là cái dòng phúc thọ này nó nở bông ra, nó không có rụng rồi chị, nở bông xong rồi hả hành lá luôn nha chú chị. Nhìn nó lạ quá trời nè, giống như giống hàng sưu tầm của chú anh chị. Các cô chú mình chưa biết cái mặt á, phúc thọ ha, mới đầu nó vàng hả ta, nó vàng xong rồi nó ra lá luôn. Đúng rồi, ngộ ha. Rồi cây này em vô lưu với giá là 2,9 triệu nha, cây này bao rẻ luôn nè cô chú chị, cái phôi không không mua hết nhiêu tiền à.
có ủ ủ luôn. Gấp 5 mùa cô chú, nói chung là hàng này còn lại nè, xả luôn nha. Cây quá trời lùng lực cô chú. Nhìn cái phôi thấy nó Cây lực này cái quá ghê đẹp luôn. luôn, Tàn là này em định vô xe hình khu luôn. vực Vũng Tàu đó lại để nguyên chậu cho mình luôn chú anh chị. Rồi. 2.900.000 cho cây mã số 8, cây Phúc Thọ. Dạ. Theo luôn, Mã số 9 cô chú anh chị ơi, một cây siêu bông mình lợi ha. Cái này lấy gì kiếm bao chứ mình chăm bo trở lên chứ chị. Đế đẹp ha. Càng đẹp khô đẹp luôn. Tại quá trời các bạn. Siêu bông mình lợi của chú anh chị. Quanh này được 19 đúng. Rồi. Tổng đế em nó là được 69. Chiều cao là được 73. Sáng ngang là được 73 luôn. Rồi, Rồi sao cái vậy? này em ghi lưu ý giá là 2 triệu 2 em bao ship. 2 triệu 2 luôn cô chú ạ. Cây này về lấy bo phê luôn ha. Cái này à, bán cho cô chú mình về sưu tầm giống, sưu tầm bo gì cũng được nha cô chú anh chị. Nó mình tham khảo cây này giúp em nha. Tiếp theo là mã số 10 Số cô chú. 10 của chú anh chị, một cây siêu bông bình lợi nha. Cây này lấy bo dữ dằn bo chú anh chị. Phơm Đế bye đẹp bye luôn luôn ha, cả nhà. hình thú luôn. Quá trời cây này. Quanh này được 19 đúng ạ. Dạ. Tổng đế em nó là được 68 ạ. Chiều cao đơ được là 86 ạ. Chín mấy mình lấy 86 chứ chị. 8.072 ạ. Rồi. Cái này vô lưu với 2 triệu tư em bao ship ạ. 2 triệu tư cho mã này cả nhà. Siêu bông mình lại nha cô chú ơi. Số tiếp theo là mã số 11 ha. Ủa lỡ 11 em đi số 6. Trời ơi cái Tới gì đi luôn. vậy. 11 đi cô chú. 11 của chú anh chị ơi, Trời một cây ơi. siêu phẩm luôn. Cây này là cây nhị ngọc toàn nha chú anh chị. Trời ơi nó đẹp nè cô chú Cây ơi. này ghép ghép Nhói hai luôn. mùa đôn rồi. Nè, mới cắt bò ha. Cắt được Đôn rồi. đôn đôn Lên luôn quá trời. đúng rồi nè, chốt kết nó mập của chú anh chị thôi ha. Muốn liền cốt rồi chú anh chị ơi, trời ơi đặc biệt cái dàn đế này chị ơi. Ồ chăm mê ghê luôn, cây lãng cưng thiệt chứ. Ở trong người đấy. Ôi ôi chưa khai thác hết luôn, cây này Quá quá trời dữ, cả cây này nhà vô mình tôi ơi, cây dĩa này ra đẹp nhức mắt nha. thì chú anh chị ơi. Sen rộng nè, cây này thuộc cây dạng nấm lùn nha chú anh chị. Đặc biệt là cô chú mình thích cái form lùng lực ha. Bonsai lùng Xum của chú anh xê chị. là Cây em này hàng nhiều này. toàn bông ba màu nha chú anh chị. Nhiều toàn mà hàng dài như thế này là còn ít lắm của chú anh chị. Chưa. Rồi ha cô chú anh chị. Đây. Đây cô chú mình Quanh là này, được đây nha. 25 đúng ạ. Còn 25. Rồi. Cái củ nạc em nó là được 49. Dạ rồi. Rồi. Tổng đế em của nó là được 100 đúng của chú anh chị. Dạ 1 mét hết cả nhà. Chậu như nè. Cây này đang nằm trong chậu 4 rưỡi hay Dạ 5 nữa, rồi cô chú ha. 4 rưỡi thôi, chắc chậu 5 thôi chú anh chị. Cao là được 59 nè, sáng ngang là được 79 của chú anh chị. Dạ. Trời ơi cái này đẹp dữ dàng đẹp luôn, Này thay chậu nó nhức nhói luôn ạ. hàng đơn quá tuyệt vời. Cái này bao mạnh khỏe của chú anh chị luôn ha, nhiều toàn của chú anh chị. Rồi cái niệm như lưu của chú anh chị giá 6 triệu ha, em giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại của chú anh chị. Cái đường lắp khoan nó cũng khéo nha cô chú. Rồi 6 triệu cho mã này cả nhà mình đây. Rồi mã số cuối clip ngày hôm nay luôn cả nhà mình. Mã 12 của chú anh chị, mã 12 không là của chú anh chị thất vọng ha. Một cây em nhị ngọc toàn ghép với lại phôi gốc tứ quý của chú anh chị. Cây này là cây nái của chú anh chị ơi. Cắt cây này ghép mấy cây kia ha. Wow. Nó nở bông nó đẹp lắm chú chị, nó thơm hơn lúc mà vàng. Nói chung là gốc tứ quý đâu chú chị, khỏi lo màu nó đậm hơn mà nó thơm hơn mà nó chưa bằng cái gì, nó bông ra nhiều hơn đó. Cô chú đây nè, cái cốt nó quá trời. Cây này là để quanh gần 38 đến 37 luôn chú chị. Dạ. Cây này là không thiếu mặt nào chị, dễ đều thôi. Tứ quý nha cô chú anh chị mà. Tổng đế của em nó là được 86 ạ. Dạ. Cái này đang nằm trong ép chậu, cái này đang chậu 5 của chú anh chị. Chiều cao em nó là được 96, một mét còn 96 là không có. Sáng ngang là được 88 luôn. Cái này đẹp như cô chú anh chị mà. Trời ơi. Cái này em vô lưu ý giá 10 triệu của chú anh chị, em giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại nha. Đặc biệt là gốc tứ quý nha chú anh chị. Quá đẹp, rất nhiều toàn á. Tứ Hạn quý giờ kiếm hoành không 3 ra. 7 nha. Hạn giờ còn giờ vào một kiếm không ra chú anh chị. Này cái này già mùa cô chú, cái này cái nái nè. Quá đẹp luôn cô chú mình ơi. Gốc tứ quý bị ngọc toàn nha. Cốt cành đầy đủ hết nha cô chú. Cái này vài tháng nữa nó ra chịu gì nổi tùm lum luôn nha. Tết một cái à, xuất sắc luôn. Rồi, mã cuối clip luôn, mình chào khán giả dạ nha. Rồi mã số 12 cây gốc tứ quý gì một toàn này cũng là cây cuối clip của em ha. Cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn cả cô chú anh chị đã ủng hộ yêu thương vườn em trong suốt thời gian qua ha. Giọng của chú anh chị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ vườn và ủng hộ cơ chú anh chị. Rồi xin chào cô chú anh chị ạ. Dạ rồi em chào tạm biệt cả nhà mình ha, và em hẹn gặp lại ở video tiếp theo luôn nha.